Sáng ngày 20 tháng 12, trên đường tránh Nam Hải Vân, Đà Nẵng, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe cẩu. Thời điểm trên, anh N, 28 tuổi, lái xe cẩu trên đường tránh Nam Hải Vân theo hướng Bắc Nam, trên xe chở một người khác. Khi đến km 14, xe cẩu va chạm xe tải chở hàng do anh N, 30 tuổi điều khiển, chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến cabin của hai xe biến dạng, hai tài xế bị thương nặng. Trong đó, tài xế N mắc kẹt trong cabin xe cẩu ngay khi tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sử dụng phương tiện chuyên dụng cắt các cấu kiện trên cabin để giải cứu nạn nhân và bàn giao cho lực lượng y tế vụ tai nạn đã khiến tuyến đường tránh bị kẹt xe lực lượng cảnh sát giao thông phải tiến hành phân luồng điều tiết xe cộ qua lại